Con chào cha, con là Maria Ngọc Yến ạ. Con ở giáo hạt Bình Giã, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Con 22 tuổi ạ. Ngọc Yến, 22 tuổi, Bình Giã Vũng Tàu. Ngọc Yến được cái gì nói to cho mọi người nghe con. Dạ thưa cha, là con được ơn của chồng con ạ. Chồng con ngày xưa rất là quậy phá, nói chung là cũng quan tâm tới vợ con như hết á. Nhưng mà nhờ con biết được cái giáo điểm hôm nay con tới con cầu nguyện thì chồng con đã được thay đổi. Chồng con ngày xưa khi mà làm ăn thất bại thì ảnh vung xuôi hết luôn á cha. Ảnh không có làm gì hết á, chỉ hồi xưa là ảnh làm vài ngày đám cưới á, xong là ảnh bán hết, có bao nhiêu là bán hết, ăn nhậu rồi chứ đá gà vậy thôi, không quan tâm gì tới vợ con hết. Sau này là nhờ con thường xuyên cầu nguyện thì ảnh đã thay đổi cho cha. Ảnh ngày xưa ảnh cũng bỏ Chúa, bỏ ê hết, không có bao giờ đi lễ gì luôn. Bây giờ thì ảnh đã đi lễ lại và sáng tối đều đọc kinh cầu nguyện cho ảnh. Lúc nãy chúng ta thấy chị và con tên là Thủy, rồi tới Tú Trinh, rồi đây là Ngọc Yến. Mỗi gia đình có một hoàn cảnh khác nhau, toàn là những cô vợ trẻ, ngày 23, ngày 24. Và đây cũng là một trường hợp nữa, là người chồng sau khi làm ăn có của, đây là có của thì ăn chơi. Còn đây là mất hết của cải, bắt đầu chán nản, thất vọng, cũng ăn chơi nữa. Cho nên có của cũng ăn chơi, mà không có của cũng ăn chơi, chỉ có cái gì mới không ăn chơi. Có lòng thương xót thôi. Và cô ấy đã, cô Yến, cô ấy đã chạy đến với lòng thương xót, cô ấy đã cầu nguyện. Và bây giờ người chồng ấy cũng quay lại, và sau bao nhiêu năm bỏ Chúa? Dạ, một năm ạ. Anh dạ, anh là hơn một năm luôn nha. Hơn một năm anh đã bỏ Chúa, và bây giờ anh đã quay trở về. Và bây giờ những giọt nước mắt của hạnh phúc, của vui mừng, của lòng thương xót Chúa đang chảy trên khuôn mặt của những người vợ trẻ. Rất nhiều gia đình ngày hôm nay, những người vợ trẻ đó đã chảy những giọt nước mắt vì những người chồng hoang đàng, vì những người chồng có người thứ ba xen vào phá vỡ hạnh phúc, vì những người chồng đi theo cá độ bóng đá rồi đủ mọi thứ, tệ nạn xã hội. Nhưng nhờ có lòng thương xót Chúa, gia đình ấy đã tìm lại được bình an và hạnh phúc. Hallelujah! Hallelujah! Tôi để tặng cho con cái tấm hình lòng Chúa thương xót nha. Và con có máy chưa? Đây cho tặng con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Gia đình, chỉ có gia đình nào mà có Chúa thì mới có bình an, có hạnh phúc đích thật mà thôi. Không có Chúa, bình an không đến. Còn con tên gì?